Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thế khó của Nga sau khi Ukraina đột kích chớp nhoáng xuyên biên giới. Chuyên gia phương Tây nhận định, Nga đang đối mặt thách thức sau khi Ukraina mở cuộc tấn công tốc độ cao, chọc sâu hàng chục km vào lãnh thổ đối phương. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, Nga đang có những bất lợi trong nỗ lực phản ứng trước đà tiến của Ukraine vào vùng Kursk kể từ ngày 6 tháng 8. Theo các nguồn tin ở chiến trường, Ukraine có thể đã tiến sâu tới 30 km vào lãnh thổ Nga trong gần một tuần kể từ khi Kiev mở chiến dịch tấn công chớp nhoáng, cho thấy điểm dễ tổn thương của hàng rào phòng vệ Nga ở Kursk. Việc Ukraine tiến sâu như vậy vào lãnh thổ cho thấy tuyến phòng thủ bước đầu của Nga chưa đủ mạnh và chưa hiệu quả. Điều này có thể đe dọa tới diễn biến sau đó nếu Ukraine phát hiện ra bất cứ sơ hở nào khác trong hệ thống phòng vệ của đối phương. ISV nhận định, Nga đang huy động lực lượng từ nhiều nguồn để đối phó với Ukraine, nhưng điều này có thể tạo ra thế bất lợi cho Nga. Nga đang dựa vào lính nghĩa vụ đóng ở cơ sức và binh sĩ được rút về từ các khu vực ít căng thẳng hơn ở tiền tuyến tại Ukraine, cũng như các đơn vị từ nhóm lực lượng phía Bắc để bảo vệ cơ sức. Nga cũng đã triển khai chiến dịch chống khủng bố ở một số vùng biên giới như một phần trong nỗ lực đánh trả quân đội Ukraine do Cục An ninh Liên bang, FSB, chỉ huy. Cơ quan này hoạt động cùng với nhiều tổ chức khác, bao gồm quân đội Nga, Bộ Nội vụ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia, ISV cho biết. Các báo cáo cũng cho thấy lực lượng đặc nhiệm Chechnya nằm trong số các lực lượng chiến đấu với Ukraine ở Kursk. Theo ISV về lý thuyết, việc đưa lực lượng hùng hậu tới Kursk sẽ giúp Nga đẩy lùi nhanh chóng đối thủ. Tuy nhiên, tổ chức nghiên cứu Mỹ cho rằng một cấu trúc chỉ huy phức tạp liên quan đến FSB và các lực lượng khác để đối phó với cuộc tấn công của Ukraine có thể làm giảm hiệu quả của phản ứng của Nga. ISWK nêu ra kịch bản các đơn vị chiến đấu và FSB có thể xảy ra sự lệch pha nhất định trong nỗ lực chiến đấu vì cơ cấu lực lượng đưa tới Kursk từ nhiều nguồn và rất phức tạp. Ngoài ra, kép nhận định Nga sẽ tránh nhiều nhất có thể việc điều lực lượng từ mặt trận miền đông về Kursk tại Donbass. Nga đang chiếm ưu thế tại các mặt trận chiến lược ở Pokrovsk và Toresk, có khả năng giành được các điểm nóng này. ISVK cho rằng, nếu Nga quyết định lực lượng chiến đấu ở Kursk trong thời gian ngắn hạn đến trung hạn, điều này có thể khiến các vấn đề về chuỗi chỉ huy trở nên phức tạp hơn. Những quyết định này có thể tạo ra những điểm yếu và cơ hội mà lực lượng Ukraine có thể khai thác, nhóm nghiên cứu cho biết. Trước đó, ISVK nhận định, Việc Nga không có phản ứng thống nhất trước cuộc tiến công của Ukraine vào khu vực Kursk phía tây nam là lý do mà Kiev có thể tiến nhanh trong vài ngày vào lãnh thổ của Nga. kép cho rằng, Ukraine đã tạo ra bất ngờ chiến thuật cho đối thủ khi tận dụng hàng phòng ngự mỏng của Nga ở Kursk, sử dụng biện pháp tác chiến điện tử để loại bỏ UAV trinh sát của Nga. Ukraine kết hợp dùng UAV tấn công và pháo để mở đường đưa các đội hình xe bọc thép tiến vào lãnh thổ Nga một cách nhanh chóng. Vấn đề của Ukraine hiện nay là sau khi tạo ra bất ngờ cho Nga, liệu họ có thể duy trì được đà tiến trong lãnh thổ Nga hay không? Nếu chiến dịch Kursk nhằm mục đích đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý hoặc tạo đòn bẩy, Ukraine sẽ cần đạn dược, nhân lực, phương tiện và các nguồn lực khác để duy trì động lực tấn công. Đó là một nhiệm vụ khó khăn. Sau Kursk, Nga sơ tán dân tại Belgo rốt trước nguy cơ Ukraine tấn công. Ngày 12 tháng 8, Nga tiến hành sơ tán một phần tại khu vực Belgo rốt giáp biên giới Ukraine sau khi phía Ukraine xâm nhập lãnh thổ Nga tại vùng Kursk thời gian gần đây. Lãnh đạo Belgo Zosviza Czeslav Vladkov cho hay việc sơ tán bắt đầu từ quận Krasnaya Iaruga do hành động của kẻ địch tại biên giới đang là mối đe dọa. Tôi chắc chắn quân nhân của chúng ta sẽ làm mọi thứ để ứng phó với mối đe dọa đang gia tăng này. Chúng ta đang bắt đầu di chuyển người dân sống ở quận Krasnaya Iaruga đến nơi an toàn hơn, Reuters dẫn lời ông Gladkov các lực lượng Ukraine đã xâm nhập biên giới Nga từ tuần trước và tràn sang nhiều khu vực thuộc vùng Kursk phía tây nước Nga. Đây là vụ xâm nhập lớn nhất Ukraine thực hiện vào lãnh thổ Nga kể từ lúc chiến sự nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Hiện nay chưa thực sự rõ động cơ của Ukraine cho hoạt động táo bạo và bất ngờ này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ nói Ukraine hành động nhằm buộc Nga phải trả giá cho những gì đã làm, trong khi một số phân tích nói Ukraine nhiều khả năng muốn phân tán lực lượng Nga để giảm áp lực ở các nơi khác. Cũng có ý kiến nói Ukraine đang muốn giành đất nhằm nâng cao vị thế trên bàn đàm phán ngừng bắn tiềm năng sau bầu cử Mỹ. Dù sao, tình hình cho thấy phía nga đang đoán Ukraine sẽ tiếp tục gây sức ép dọc biên giới. Trước động thái của Ukraine, nga đã ban hành biện pháp an ninh toàn diện tại các vùng như Kursk Bryansk và Belgorod. Trong khi đó, đồng minh Belarus của nga cũng tăng cường số lượng binh sĩ đóng tại biên giới với Ukraine và cáo buộc Kyiv đã xâm phạm không phận Belarus bằng máy bay không người lái. Reuters dẫn lời các cây bút quân sự Nga cho rằng sau thời gian bất ngờ, Nga đã ổn định mặt trận ở vùng Kursk, mặc dù giao tranh vẫn diễn ra sáng ngày 12 tháng 8. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, các đồng minh của Ukraine đã cảnh giác với bất kỳ cuộc xâm nhập nào của Kiev vào lãnh thổ Nga vì họ lo ngại rằng điều đó có thể khiêu khích Moscow và leo thang xung đột. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller đã gợi ý trong tuần qua rằng cuộc xâm nhập của Ukraine vừa qua không vi phạm hướng dẫn của Washington. Hiện chưa rõ Nga có thể tái triển khai lực lượng được trang bị tốt hơn từ tiền tuyến bên trong Ukraine để ngăn chặn cuộc tấn công của Kiev và lãnh thổ của mình hay không, song điều đó sẽ mất thời gian. Về phía quân đội Ukraine, điều này sẽ làm giảm sức ép lên các lực lượng của họ, vốn bị áp đảo về số lượng và đang mất dần lãnh thổ ở miền Đông cũng như miền Nam. Cho đến nay, các lực lượng của Nga vẫn chưa ngừng tấn công tiền tuyến. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trong những ngày gần đây, họ đã tiến gần các thị trấn Chasovia, Toretsk và Pokrovsk. Ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga ở khu vực Donetsk đã giành thêm lãnh thổ, tiến thêm khoảng 16 km từ Pokrovsk. Ngày 9 tháng 8, tình hình vẫn căng thẳng dọc biên giới khi cả hai bên cố gắng sơ tán cư dân. Nga đã tuyên bố tình trạng an ninh tăng cường ở các khu vực Kursk, Bengorod và Bryansk. Moscow cho biết điều đó sẽ bao gồm các hoạt động chống khủng bố, cho phép thực hiện các hành động quân sự và an ninh hạn chế bên trong nước Nga. Chính quyền Ukraine có lẽ đang chuẩn bị trả đũa, cho biết cùng ngày rằng họ đang sơ tán 20.000 người khỏi Sumy, khu vực bên kia biên giới với Kursk diễn ra vào thời điểm lực lượng của Ukraine đang vật lộn để ngăn chặn những bước tiến của Nga ở phía đông. Cuộc đột kích xuyên biên giới cho thấy nỗ lực của Kiev nhằm nắm thế chủ động. Tuy nhiên, bất chấp những thành công ban đầu, cuộc đột kích vào Nga có thể khiến một số đơn vị có năng lực nhất của Ukraine bị hao mòn và khiến quân đội ở Donetsk không có lực lượng tăng viện quan trọng. Vào ngày 11 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova đã tuyên bố rằng Nga sẽ phản ứng mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Bà Zakharova cho biết, vào ngày 11 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào khu vực Kursk và tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một số khu vực của Nga, đặc biệt là tại các tỉnh Belgorod và Voronezh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova đã tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Nga sẽ sớm có phản ứng cứng rắn trước các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga và Zakharova cũng cáo buộc lực lượng Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công dẫn đến vụ hỏa hoạn tại hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Thống đốc vùng Zaporizhia cho biết hiện tất cả 6 tổ máy điện của nhà máy này đã ngừng hoạt động, không có nguy cơ nổ hơi nước hay các hậu quả nghiêm trọng khác. Đám cháy đã được khoanh vùng và công tác dập tắt đang được tiến hành. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng vào ngày 11 tháng 8, quân đội Ukraine đã chịu thiệt hại nặng nề trên hướng Kursk với khoảng 230 binh sĩ và 38 xe bọc thép bị tiêu diệt.